Hello các em, ở trong video này anh sẽ gửi chapter số 52 cho các em. Hồi nãy ở trong phòng nó ồn quá cho nên bây giờ anh ra ngoài trời rồi. Nhưng mà khi anh quay xong anh mới vô phòng anh update video cho các em nha. Cái caption đó, anh viết cho các em ở chapter số 52 là cái gì? Là việc ít hơn khả năng của bản thân sẽ khiến trí óc hỗn độn và hóa kỹ cuộc sống. Không phải là nên làm nhiều mà là nên mở rộng khả năng của bản thân. Có nghĩa là cái câu này anh nói có nghĩa là nếu mà các em làm việc ít hơn cái khả năng của bản thân của mình á thì nó sẽ khiến cái trí óc của em dần dần nó ngu đi, có nghĩa là cái gì mà em cũng làm biến suy nghĩ hết trơn á. Thì không phải là các em làm cái việc gì đó lặp đi lặp lại nhiều mà là mỗi ngày mà em mở rộng khả năng của bản thân của mình, làm cái gì đó mới, thử tìm kiếm một cái thử thách mới cho bản thân coi như thế nào đó. Rồi là quay cái chapter số 52 là một ngày các em, đó là tối nay mấy em sẽ nộp á. Tại vì cái chapter này anh cho toàn là công thức không à, nó không có tính toán nhiều cho nên anh rút ngắn cái thời gian mà làm lại để các em nhớ công thức nha. Rồi câu số 1 này anh không gợi ý nha, cái này là thu gọn thôi các em. Câu số 1 không gợi ý, câu số 2 thì mới là cái gợi ý nè. Cái câu số 2 á thì các em coi cái tính đồng biến nghịch biến của nó, đồng biến nghịch biến thì các em lý á, nhìn đi nè, là cái này á là người ta cho AB lớn 0 đúng không, người ta cho AB lớn 0 là kể như là chắc chắn hai hàng này á đáp án nào nó cũng cho lớn 0 hết. Nhưng mà cái sự khác biệt ở đây á là em coi cái nào đồng biến hay là nghịch biến. Rồi bây giờ anh sẽ cho các em coi cái chữ A chứ nha. A mũ 1/2 lớn hơn A mũ 1/3, như vậy nghĩa là gì? 1/2 lớn hơn 1/3 là nó theo cái chiều đồng biến rồi các em. Cho nên chắc chắn thằng A là nó phải lớn hơn số 1. Hiểu ý anh nói không? Thằng A chắc ăn nó phải lớn hơn số 1. Đó, cho nên cái đáp án nào mà thằng A nhỏ hơn 1 á thì em phải loại nó ra. Là mình sẽ loại câu A với câu C đó. Còn hai câu này rồi các em suy nghĩ nha, ngồi mà suy nghĩ. Rồi. Anh không nói nữa, câu 2 nghĩ xong. Câu số 3 cũng tương tự nha. Các em kiểm tra cái tính đồng biến nghịch biến của nó là các em sẽ đánh được cái đáp án thôi. Rồi, câu số 3 xong. Câu 4, 5, 6, 7 là tập xác định. Anh không nghĩ các em coi lý thuyết nha. Anh đã dạy các em lý thuyết rồi. Con chuột của anh á, ở đây nó không được giống như con chuột ở nhà đâu. Tại vì con chuột này mới mua lại, anh không có cái đồ lóc chuột nữa. Cho nên nhiều khi anh sẽ vẽ xấu á. Anh sẽ vẽ xấu. Cho nên các em phải thông cảm nha. Rồi. Với các số thực dương AB bất kỳ. Mệnh đề là sẽ đúng thì cái này công thức các em suy nghĩ nha. Anh gửi một cái là coi như là lụm mày. Cũng được. Câu 9. Mệnh đề nào ở đây sai? Cũng công thức luôn, coi cái công thức nào mệnh đề nào sai. Câu số 10 thì anh sẽ gửi bây giờ các em sẽ tách cái này ra, là cái này ra, nó sẽ ra loga 33 cộng loga 3 a mũ 4 cộng loga 3 a mũ 5, xong rồi các em đẩy mũ là hết bài rồi. Câu 10 xong. Rồi. Thì tại vì anh đang ở trong khu cách ly cho nên anh sẽ cho bài tập không khó lắm các em, bài tập này toàn là dễ thôi mà. Nó chỉ mang cái xu hướng là sử dụng công thức thôi. Cho nên cố gắng là mình học như thế nào đó. Rồi, vậy các em bye bye. Rồi.